hắn. Xong rồi đồ chị cha rồi, cho chúng ta mới quay rồi. Cho chị cái em mở cái giỏ chị ra để chị dặn nè, có cái tiếp đó em đổ ra tay một ít em đem qua em bôi mặt chị, có một cái tiếp nữa thôi, cặp màu trắng hay cặp màu đỏ, trắng xanh xanh á. À, mà chị cha có không ta? Em đổ vỏ không biết nữa. Coi có không? Có, đúng chính xác. Rồi. Em bôi vừa nha, khi em làm thì... Em mở ra, em bỏ tay em á. Xong rồi em đem qua nữa, rồi bỏ vô lại nữa cho chị. Bôi đều hết mặt giống như bôi kia đó thôi, thay vì em bôi cái giảm sưng thì em bôi cái đó đó. Ừ. Tự không biết nữa. Chửi. Đủ tao nóng rồi đó bà nghe. Biết rằng tự nhiên thấy nóng luôn. À, chứ tao gồng quá nha. Gì? Small là con mô. Có mấy cái giống đâu hậu giống hả? Không biết nữa. Nhiều người lộn hết trời. Khó tay mà còn lộn nữa. Phải coi lại nha. Thôi mau nhiều quá. Cô này được mấy cái rồi đó. Thôi ráng thêm cái nữa là đủ 10. Trông đẹp. Đói bụng chưa em? Chắc hơi đói rồi. Tại em mới ăn mà. À, mới ngủ dậy hả? Em ăn là tới đây luôn. Ừ. Rồi được. Bình thường thôi. Một nhà
có chị nữa, tụi em Tú là đây chị đó. Mạo với Tú là đây nữa nghe. Xe mình nghe. Đừng hy vọng nhiều rồi đâu thất vọng. Chẳng về quê hả này. Nếu nó lại sang xe luôn đi. Cái không được đem về quê. Đúng không? Phải đấy hả? Đừng có biện hộ cho cái thèm muốn mua đồ của mình rồi làm tự thiện. Đồ chị, đồ chị chi mua á. Không, nó đem nhiều sao đem miếng. À, đồ này thấy đợt này thấy đồ chị chi mua. Định không đưa, định đem bỏ luôn á. Chi chi với chị thôi chị nè. Không lỡ tụi bay không. Chứ mấy con thôi cứ đem đại xuống hay. Không được thì dục hay. À đúng rồi, để ta đem xuống để tụi bay có chi tụi bay lấy đem quê gì đồ luôn kìa. Mà mai Hậu về rồi, xin ông Bi về cầm có một cái bao để ngồi. Anh cái bao chỗ cầu thang hồi anh đem qua đây. Đâu chưa đi chuẩn bị nhận hàng. Hàng có chị Loan. Mà đồ hơi bị tệ. Còn cũng đồ nhưng mà hình như chưa. Cô quéo rồi. Mình cũng quéo luôn rồi. Quéo cái móng rồi. Thằng cô nên giỏi chứ. Nó giỏi chứ. Phải hợp lý không? Quá hợp lý luôn á, mặc vô là nhìn như vậy. Bà ta đứt tấm. Mà thả ra lắng đều. Sáng nay ngồi cô đi ra đâu có đứa, đâu có ai hoài được đâu đúng không? Ừ. Có một người, có một cô nữa nhưng mà ít lắm, có mấy một bạn. À, cô nữa đầu trước hoài ghê lắm đó. Còn cô mà nằm phía ngoài. Giờ đang còn được ít cái bụng đó mà phải. Cô hiền làm á. Hồi nó chịu qua em biết bao nhiêu cái luôn đó. Cũng đã lắm đó. Cái cục mà chừng hết rồi. Cái cục bụng viên quá mà cũng có cục còi to luôn á. Nếu mà hồi nãy qua là chắc cũng ok. Nó qua chắc cũng được cái. Cái ok đó chứ dở. Cái cục bụng viên nó bự lắm chị. Do đang làm cho ông cu nên không nhiều quá không lắng hết rồi. Cười. Mẹ gỡ lắm rồi. Đây phải làm nhé. Em có ai bị mụn, bạn bè ai bị mụn không? Dạ. Bạn em có ai bị mụn không? Không nhiều, cũng có vậy. Em trẻ hay em chỉ em quay. Sợ nhiều đứa đi nặng muộn không có biết chỗ nặng á. Không thấy á. Mấy phút rồi? Tự nhiên xong chưa là rã. Còn cái nữa mà. Hậu năm cái lấy năm chứ đâu. Mười cái là phế đó. Phế là cái giò thôi.
lấy chuyện hoặc ngồi. Ủa, 5 cái cà lấy bình thường. 5 cái bình thường mà. Bộ anh xưa đứng cũng dữ. Bữa mô, bà nói ngày bà đứng cái gì? Bà đứng là một bộ quỵ luôn. Bà thả điện thoại cho bộ quỵ luôn. Rồi sang hầu. Bà nhà như bà nhà có đứng một lần đó không vậy? Nhà à? Nhà làm chi biết của ai mà đứng? Có đứng một lần đang đây. Đứng ấy là ông đứng làm cái chi á à. Mà cái xương keo cái rớt à, đúng rồi. Chị mới kêu trời con này cái xương gì mình kinh đó mày à. Chứ không phải quay à, chắc bắt được tiếp luôn không đứng làm chi á.